đi lấy cái lá cọ để làm mái. Hai anh em mình không làm được không? Hai anh em mình làm nó mất thời gian lâu thôi, làm mất được. Mất thời gian cũng phải làm. Vâng. Tiền đâu có hay là chỉ mất thời gian chứ. Làm được. Và quay ấy, quay kiểu là tua nhanh. Còn làm cái đấy anh quay máy quay đẹp. Vâng. Quay nó cũng làm được không nhờ người già. Làm được. Xong mình nhờ thêm ai hỗ trợ nữa. Anh hỗ trợ cho. Quay khu hình cứng. Anh bảo vợ anh gửi cái chân máy quay cho. Vâng. Tối về anh bảo vợ nhá. Vâng. Làm được như thế xong mình sinh tồn vào nước ngoài ấy, nhà. Vâng. Vì nước ngoài. Ờ, cô rau ăn rau, cô cháu ăn cháu. Ờ, đến chỗ nào bắt cá không? Cá có. Cơm đạm bạc thôi, người ta mới có, người ta mới donate. Ăn gà với ăn thịt thì mỗi cái là đồ nếp đúng không? Ăn rong rừng ăn rong cỏ dại thôi, còn mình quay mình ăn thì nghe, còn lúc nào không ấy thì nghe kia. Chứ còn quay lên là phải là nó phải khó khổ. Các cái quay lên là chia sẻ những cái khổ cực, cái quay sướng đầy người sướng hơn mình đúng không? Đúng rồi. Nên là bọn thành phố nó thích xem bọn ở trên quê này mà ăn uống đạm bạc, rau riếc thôi. Thế thì anh mua cái ấy, cái rán salapat